Chipu hiếm hoi trải lòng những khó khăn đầu tiên khi tham gia Đạp Gió 2023. Nhắc đến Chipu ở thời điểm hiện tại, ai ai cũng nhớ đến một cô nàng xinh xắn tài năng, thậm chí đã vươn tầm ra nước ngoài, cụ thể là xứ Trung qua chương trình Đạp Gió 2023. Tuy nhiên, ít ai biết được chính Chipu cũng từng phải chật vật khi tham gia show này ở những ngày đầu tiên. Theo đó, thì mạng xã hội mới đây đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Chipu xuất hiện trong talk show tại Việt Nam. Tại đây, thì giọng ca Đỗ Hồng đã có chia sẻ cụ thể xoay quanh hành trình đánh tiếng gia nhập làng giải trí Hoa ngữ bằng cách là thi đấu tại Đạp Gió 2023. Những ngày đầu tiên đến đây, cô nàng đã không được chào đón như những nghệ sĩ khác. Những nghệ sĩ khác hát mọi người hô hào lớn nhưng đến tôi thì mọi người im re. Bên đó các bạn đầu tư thời gian lẫn công sức để đu idol. Fan của các nghệ sĩ khác đôi khi còn viết lịch trình để chờ sẵn ở khách sạn hoặc điểm quay để chụp hình động viên. Tôi vẫn luôn luôn một mình. Wow, thật bất ngờ đúng không nào? Thì ra thì Chipu cũng từng có xuất phát điểm khó thở cho đến một ngày được thở thoải mái tự nhiên. Đặc biệt thì cô nàng còn có một lượng fan đông đảo hùng hậu ở đất nước tỷ dân đó nha. Đây chính là kết quả xứng đáng, viên mãn cho một hành trình không ngừng nghỉ cố gắng và phấn đấu của Chipu nơi đất khách quê người. Ở hiện tại thì nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động song song tại trường Việt Trung để duy trì sức ảnh hưởng. Không những thế thì Chipu còn rẽ hướng kinh doanh và thu về một số thành công nhất định nữa nha. Bạn nghĩ sao về Chipu ở hiện tại? Một cô nàng từng nhận về không ít lời chê bai khi chuyển hướng ca hát. Hãy cùng chia sẻ suy nghĩ cảm nhận của mình để Ibis bên nha.